Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ dành một phần trong thời lượng cái tutorial này để giải thích về cái cơ chế hoạt động của việc đăng ký cái trên ứng dụng Uber Clone mới của mình. Và mình cũng sẽ phát hành thêm nhiều cái video tương tự để giải thích cái cơ chế hoạt động của các cái ứng dụng sau này của mình, giúp cho các bạn nắm rõ hơn về nó. Đạt được hiệu quả hơn trong cái quá trình làm việc. Rồi thì để bắt đầu với Uber thì trong series này mình sẽ mình trình bày trước luôn là mình sẽ giải thích về cách thức hoạt động, các cái mã mà nguồn liên quan. Và vì cái series Uber này nó riêng, nó chạy trên hai ngôn ngữ Java và ngôn ngữ Kotlin, cho nên mình sẽ chỉ luôn cho các bạn các cái mã sẽ chạy trên dự án đó mà tương tự. Rồi, đầu tiên ở video này chúng ta chỉ bắt đầu tìm hiểu về cái tính năng đăng ký. Thì đầu tiên mình giải thích sơ qua với các bạn là chúng ta sẽ sử dụng cái tính năng authentication của Firebase để hỗ trợ cho chúng ta cái việc xác thực ứng dụng. Ở đây các bạn phải hiểu là chúng ta dùng service của Firebase, nó rõ hơn là ở đây dùng authentication để chúng ta xác thực. Xác thực ở đây xác thực cái gì? Xác thực cái số điện thoại của người dùng, được chưa? Để xác thực xem cái số điện thoại đó có đúng không. Và sau khi cái quá trình xác thực này thành công thì chúng ta sẽ có được một cái thông tin. Thông tin này được lưu trong một cái đối tượng gọi là Firebase User. Nó nằm ở đây. Splash Screen nha. Đây. Nó nằm ở On Activity Reset. Nghĩa là khi cái quá trình login của Firebase xong thì nó sẽ trả về ở đây là cái request code. Chúng ta so sánh xem nó có bằng với cái login request code mà chúng ta đã định nghĩa trước hay không. Nếu nó đúng thì chúng ta sẽ lấy cái IDP response. Và nếu IDP response này sẽ chứa các cái thông tin về về cái data trả về của của Firebase Object. Và các bạn có thể thấy ở đây là cái lúc này cái đối tượng Firebase User này sẽ chứa các thông tin về cái user mà chúng ta vừa xác thực. Thì ở đây các bạn chỉ cần quan tâm đến một thứ thôi, đó là cái quan trọng nhất mà chúng ta cần ở cái user này là cái UID, hay còn gọi là một cái ID đặc biệt duy nhất, không user nào trùng user nào, được chưa? Và chúng ta sử dụng nó như một cái khóa chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ để định nghĩa giữa user này với user này. Ok, và trong cơ sở dữ liệu các bạn có thể thấy đây, đây là cơ sở dữ liệu. Tôi đang nói trên cái lĩnh vực là cái ứng dụng dành cho tài xế nha. Đây là ứng dụng chạy trên Java, đây là ứng dụng chạy trên Kotlin. Kotlin thì chúng ta sẽ nó cũng tương tự thôi, đây nó cũng tương tự như vậy. Rồi thì sau khi có được cái đăng nhập này, cái cơ chế đăng nhập ở đây thì chúng ta sẽ lắng nghe một cái sự kiện đây. Chúng ta sẽ cài đặt cái sự kiện. Cái sự kiện này sẽ lắng nghe khi có cái sự thay đổi về cái trạng thái của Firebase Authentication. Thì chúng ta sẽ lấy cái đối tượng user, current user. Code chỉ có link nha. Code Java cũng tương tự. Các bạn ở trong các cái video này, các bạn đừng có quan tâm là code chạy trên Kotlin hay trên Java. Các bạn chỉ quan tâm cho mình đó là cái nguyên lý mà sử dụng để làm nên cái ứng dụng này. Ở đây mình không có quan trọng các bạn viết bằng ngôn ngữ gì, mình quan trọng các bạn nắm được cái cách tạo ra được cái ứng dụng đó là như thế nào và dùng những kỹ thuật gì. Thấy chưa? Ngôn ngữ chỉ là cách các bạn diễn đạt, một cái kỹ thuật các bạn làm mới chính là cái mà chúng ta cần quan tâm. Rồi thì quay lại cái bài học là khi chúng ta lắng nghe cái sự kiện đó, nó nằm ở đâu rồi nhỉ? Nó nằm ở đây, listen ở đây. Rồi khi có một cái sự kiện thay đổi của Firebase Authentication thì cái user này nó sẽ lấy mình sẽ lấy tạo cái biến user.
kiểu biến là Firebase User để lấy cái user hiện tại mà Firebase Authentication nó trả về cho mình. Và nếu cái lớp user mà mình mới khai báo nó không null, nó không rỗng, có nghĩa là nó có, thì mình sẽ thực hiện làm những cái thao tác sau đây với cái UI user mà mình vừa xác thực. Đầu tiên là mình sẽ cập nhật token lên trên Firebase. Đây, cập nhật token ở đây, đẩy nó vào cái token. Tại sao mình làm như vậy? À, cái này thì mình nói luôn, cái này thì trong một cái series sau mình sẽ nói rõ hơn về cái phần này, ở đây mình giới thiệu sơ qua. À, cái việc mình cập nhật token này là chúng ta sau này sẽ dùng cái token này nó rất là nhiều. Token này nó rất là nhiều. Chúng ta dùng để làm gì? Chúng ta dùng để gửi và nhận những cái thông tin giữa các cái tài khoản của nhau. Hay nó cặn kẽ hơn là chúng ta dùng để gửi một cái request về về driver từ từ phía người dùng. Ví dụ chúng ta cần gọi một tài xế, chúng ta sẽ gửi request qua phía tài xế, được chưa? Hay là chúng ta gửi notification giữa các người dùng với nhau, vân vân. Ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ update, tôi sẽ đưa cái token này cập nhật lên database để làm sao mà trên database tôi luôn chứa cái token mới nhất của cái user này. Rồi sau khi làm việc đó thì tôi sẽ, cái hàm này là cái hàm trọng tâm mà tôi muốn nói cho ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ check cái user đó ở trên Firebase. Check như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ gọi một cái listener cho một cái single value, một cái sự kiện lắng nghe trong, có nghĩa là cái lệnh này nó chỉ chạy một lần, nó chỉ chạy một lần xong, nó không có lặp đi lặp lại nữa. Thì sau khi cái sự kiện này được phát đi, nghĩa là chúng ta query hiểu đơn giản mà chúng ta truy vấn là như database, tôi sẽ truy vấn theo đường dẫn là cái driver info rep, cái này có nghĩa là cái tham chiếu đến cái thông đến cái driver info này nó được cài đặt ở đây, khai báo ở đây và cài đặt ở đây, nó chính là cái driver info trên Firebase. Nó chính là cái này, có nghĩa là cái các bạn có thể hiểu nó giống như một cái table trên cơ sở dữ liệu quan hệ. Cái nhánh này bây giờ nó sẽ chứa thông tin về các cái tài xế, được chưa? Có nghĩa là tôi sẽ dùng cái UID này, dùng cái UID của user này, đó, cái UID này để tôi truy vấn trên cái nhánh này, và kết quả trả về tôi sẽ kiểm tra xem nếu có tồn tại một cái thông tin trùng với cái UID này thì có nghĩa là cái người này đã đăng ký rồi. Thì khi người này đăng ký rồi thì chúng ta chỉ việc lấy cái thông tin đó, vì chúng ta biết cái thông tin ở đây nó được map theo các cái thuộc tính như thế này, thì nó map với lại cái lớp driver info này đấy, nó map với nhau, được chưa? Map theo cái tên biến, thì chúng ta đưa nó về và chúng ta, cái bước quan trọng mà tôi muốn nói các bạn ở đây, các bạn thường hay mắc phải là ở đây, trong cái hàm khi các bạn map xong gọi cái hàm go to home activity, thì các bạn phải luôn luôn nhớ là chúng ta sẽ cài đặt cho cái biến static comment current user này. Nếu các bạn không cài đặt cái này, cái biến này nó sẽ bị null, và khi nó bị null thì các bạn không thể truy xuất được nó và ứng dụng các bạn sẽ bị crack, được chưa? Cho nên luôn luôn nhớ giùm tôi cái này. Nhiều bạn hay trong các cái series khác cũng vậy, series order food này, series resort này, series paper booking này, cũng đều rất là hay bị cái vấn đề này. Đó là gì? Các bạn quên cài đặt cái giá trị cho cái hàm cái biến static này, và khi các bạn quên điều đó thì các bạn không thể truy xuất nó được, tại vì các bạn không cài đặt cho nó, thì khi các bạn truy xuất nó là một cái biến null mà nó được tạo ra thì nó đã null, cho nên khi truy xuất một cái biến null các bạn sẽ bị correct chương trình. Nên nhớ luôn luôn, sau khi các bạn đã kiểm tra ở đây này, kiểm tra cái UID này trên cái nhánh này, nếu tồn tại thì tiến hành truy xuất dữ liệu và đưa nó vào, ép nó về kiểu driver info model, sau đó gọi cái hàm go to home activity và bắt cái giá trị đó vào đây.
Thì trong cái hàm này đầu tiên chúng ta sẽ tạo một cái biến cục bộ và gán giá trị đó cho biến cục bộ để làm gì? Để sau này chúng ta dùng tới. Chúng ta muốn truy xuất cái gì đó, thông tin về avatar này, thông tin về first name, last name này, thông tin về số điện thoại, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể gọi từ đây. Rồi sau khi gán xong thì rất đơn giản, chúng ta gọi một activity home và chúng ta finish cái activity hiện tại. Đó là quy trình dành cho tài khoản đã được đăng ký, được chưa? Nghĩa là đã tồn tại. Ngược lại, nếu chưa tồn tại thì chúng ta sẽ hiện ra một cái layout đăng ký, được chưa? Trong ứng dụng này thì mình sẽ tạo ra một cái dialog và lấy cái thông tin từ cái dialog đó dành cho người dùng nhập thông tin, kiểm tra các cái thông tin nào cần thiết thì bỏ vào đây. Sau đó tạo mới một cái model, driver info model, xét các thông tin cho nó và rating mặc định xét là 0.0. Rồi sau đó mình cũng làm một công việc gần giống như hồi nãy là chúng ta truy vấn trên cái nhánh, còn bây giờ là chúng ta tại nhánh đó tạo mới một cái child, một cái đối tượng con với cái key. Các bạn nhớ ở đây mình nói sơ về Firebase. Firebase chắc ở đây các bạn biết rồi, Firebase là một cái cơ sở dữ liệu dạng JSON, nó khác với lại cơ sở dữ liệu dạng quan hệ ở chỗ là ở đây nó lưu trữ giá trị theo dạng key value, được chưa? Thì ở đây chúng ta key chúng ta dùng là gì? Key ở đây key chắc chắn là nó không bao giờ trùng nhau rồi. Ở đây thì cái đối tượng không trùng, ở đây chúng ta chỉ có dùng UID của user. UID này lấy ở đâu? May mắn là Firebase Authentication cung cấp cho chúng ta cái UID của cái user hiện tại. Chúng ta dùng nó đưa lên database. Rồi sau khi set key ở đây rồi, chúng ta set cho cái giá trị cho nó value. Value là gì? Value chính là cái đối tượng này. Rồi, và xét thành công thì nó sẽ lên trên này. Lúc đó thông tin driver sẽ có như thế này. Đấy. Thì trong cái video này mình hướng dẫn cho các bạn biết cách mà chúng ta sẽ đăng ký kiểm tra tài khoản trên Firebase như thế nào đối với tutorial Uber. Thì các bạn có thể dựa vào đây để xem, đọc, hiểu hơn cái mã nguồn của mình. Tại vì như mình đã nói thì trong cái tutorial của mình nó có một cái bất lợi là nó không có âm thanh. Thì đó là vì một số tutorial mình quay ở ở ở nơi nó không có đạt được cái độ yên tĩnh nhất định. Và cái thứ hai là cái trình độ tiếng Anh của mình nó cũng chưa được tốt lắm. Nên mình cũng chưa dám. Nhưng mà tương lai mình muốn chia sẻ nhiều hơn về cái mảng này với các bạn thì mình sẽ cố gắng gọi là quay cái video bằng cái tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng dịch sang tiếng Anh cho các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.